xa xa phía sau đó là chiếc tàu đó, mình sẽ đi vô chiếc tàu đó đó. Còn cái đốt tàu á là nó hình cầu nè, nó hình cầu tròn. Chuyến đi có ăn tim là con của bà Liên Hương. Đây là má hai, đây là một sư phong, chứa ban phước. À đây là phó nhòm khoan để cho con. Rồi, khoan một sư phong đứng lại bấm nè. 1, 2, 3. Rồi, má hai với ăn tim quay lại hai má con nè. Nữa. Quay lại. Ăn tim quay lại lẹ lên. 1, 2, 3. Rồi, đi tiếp. Sư phong mặc áo đen đi trước đó, ăn tim mặc áo thun trắng đó, má hai mặc áo sọc xanh. Đây là đất nước Mỹ, đất nước thờ phượng Chúa đứng đầu thế giới. Thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng đạo quá, cho nên Chúa ban phước rất là nhiều. Cảm tạ Chúa, Chúa ban phước cho một sư phong. Phước hạnh lắm mới được đi tàu cruise nha. Cái bến tàu địa chỉ là 231 Windsor Way. Con kéo cho mẹ được không? Con kéo lên cho mẹ. Mình đang đứng xếp hàng để lên tàu. Xếp hàng cũng lâu đó nha. Đây là tên của chiếc tàu Carnival. Vui lòng có cái hình ID và cái vé tàu ở trên tay của bạn để đi qua cái chỗ xếp. Đi vô đây xếp hàng dài lắm. Hi. Hello. Wonderful cruise. Không có thẻ phòng, bìa phòng. Không, để vô tới quầy rồi mình mới bắt đầu lấy thẻ phòng. Từ đây mà tới cái quầy của nó cả tiếng đồng hồ á. À, bên trong cái tòa nhà của cái vòm tròn. Ngày xưa cái tòa nhà này là cái nơi triển lãm máy bay. Bây giờ nó dời đi thì nó dành cho cái phòng để mà lên cái bến tàu. Đây. Nói vài lời với vợ con đi. Cảm ơn Chúa. Chúa hậu đại. Sau những chuyến Campuchia cực nhọc, bây giờ Chúa cho qua tới Mỹ. Bây giờ Chúa cho đi Mexico. Bây giờ cầu Chúa làm sao mà được đi với vợ con luôn, phải không? Cái đó là quá phước hạnh. Dạ. Sớm muộn gì cũng đạt được mơ ước, xin gì Chúa cũng ban cho. Amen. Chúa sẽ làm. Chúa sẽ làm thành điều lòng người giao ước. Ngài không từ chối điều gì mọi người cầu xin. Hai cầu xin cái thẻ xanh phải không? Đang làm giấy tờ chuẩn bị lên tàu. À, đây là cảnh mọi người đứng xếp hàng. Chị Liên Hương, Liên Hành cũng xếp hàng. Mọi người cùng chờ đợi. Mình đi vô tàu đây. Đó, lối đi vô tàu một sư phong đó, má hai đó. Nè, cái đuôi tàu nè. Cứ từ từ đi một sư, đừng có gấp. Lên tàu còn lâu lắm nó mới chạy.
trở lại đất liền nè, thấy chưa? Tòa nhà nãy mình ở trong đó mình chui ra đó, mình bút vé rồi đó, mình chui ra. Đây là dưới đất nè, cỏ xanh mượt hết á. Đây là mấy người đi lên tàu. Tòa nhà, cái cảng này, cái con tàu đó là Queen Mary, có hình công nương Diana. Đó, hình công nương Diana đó, thấy chưa? Con tàu Queen Mary này là từ nước Anh, của nữ hoàng Anh, cho nên nó mới có hình của công nương Diana. Đây là con tàu Carnival, cái biểu tượng của nó là cái đuôi cá. Đây là đá đó, đá mà nó chặn ở ngoài khơi để mà nó chịu sóng á. Cái cầu tàu nào nó cập vô cái tới cái cửa sổ là đã là lầu thứ tư rồi đó, hai tầng á, nó ngập ở dưới mặt nước. Của cái tàu cứu hộ ở phía trên nó màu cam vậy, nhỏ đó, khi có chuyện gì là nó thả tàu đó xuống. Khi mình lên tàu là nó bắt mình phải tập sự, là trong trường hợp khẩn cấp mình phải làm gì, giống như lên máy bay vậy, nó bắt mình phải tập sự là mình khẩn cấp mình phải làm gì. Cái tên của con tàu này là Carnival Inspiration. Đây, đây là Carnival Inspiration. Thấy mấy cái trục cầu tàu thấy vậy chứ nó lớn lắm đó, ra đó là. Mũi tàu Carnival Inspiration. Cái đài Hoa Tiêu đó, đài Hoa Tiêu đứng canh đó, có người canh túc trực hai bên, rồi cái phòng lái tàu là trên cao hết, phòng lái tàu là cứu có trên cao luôn. Phòng lái tàu đâu đây nè, đó, phòng lái tàu đâu đó đó, cảnh đẹp tuyệt vời. Cảm tạ Chúa cho chúng con có được cái buổi đi tàu cruise đến Mexico vô cùng tuyệt đẹp. Chúa tạo dựng nên vũ trụ rất là đẹp. Khi mà ở trên đại dương mới thấy được cái sự hùng vĩ của thiên nhiên. Cảnh ở Mỹ vô cùng tuyệt vời, dù là cảnh sa mạc hay là cảnh biển hay cảnh đại dương. Đây là bến cảng của thành phố Long Beach. Đây là đuôi tàu của Carnival. Khi nào mà thấy cái đuôi tàu là hai cái ống khói của nó đó, nó design giống như cái đuôi cá voi vậy đó. Đây là thành phố cảng biển của Long Beach nào, bến tàu người ta đậu, du thuyền người ta đậu đó. Đó, chỉnh thuyền không? Là Viện Hải Dương Học đó, cái hồ tròn tròn xanh xanh nè đó, Viện Hải Dương Học đó, cái hồ tròn đó đó là tất cả những cái sinh vật biển, là một cái cô bảo vệ tàu đang xếp vé vô cổng. Hi. Thank you. Hello. How are you? Also one boy. Thank you. Hi. Yeah. We find out my room. Okay. My room. Your room is you. So you go to sleep. Take the elevator. You go down to take only one leg down. Thank yeah. Thank you. You're welcome. This way. Yeah. Mình đi ngã này một xu. Đâu rồi? Cái này là lầu mấy không biết?
mình coi nó biểu mình lên đi lên lầu 7. Quá đẹp, quá say. Tàu này mới là 3 sao rưỡi thôi đó. Có những cái tàu 5 sao nó đẹp như là cái hoàng cung. Ở bên dưới là cái bà nước uống đó. Cái cầu thang đó, cái cầu thang đi qua gần. Cái thang máy nó trồng suốt vậy đó. Đây bây giờ lầu 10 đi ra làm thức ăn, cái hồ bơi, một siêu con. Đi kiếm mà, kiếm quầy pizza. Má hai với Nam, tướng kia kìa, mấy chỗ đông đông người ơi. Sorry. Hồ bơi ở trên lầu 10. Vậy là lên tầng nữa là lầu 11. Một cái tầng nhỏ nữa là lầu 12. Cái tàu này có 12 lầu thôi. Một sư phong. Một sư. Mới lên tàu xếp hàng tuốt đằng kia đó để lấy các cái phần ăn theo ý mình rồi đưa cho người ta xào đủ loại tôm, thịt bò. Đây là nguyên miếng thịt bò. Wow, sư phong lấy đủ món anh ha. Trong lúc ngồi đợi tàu rời khỏi bến, ở đây là nhìn ra gương nè, mình thấy được cái trong đất liền của mình đó. Chút xíu nữa mình ra cái đảo nhỏ nhỏ tướng ngoài đó. Đây là trong đất liền đó, tàu chưa có rời khỏi bến, bây giờ mới có 3 giờ hà, 5 giờ tàu mới rời khỏi bến. Đây mình sẽ ra cái đảo này, đảo Carolina. This little boy is dinosaur sister, so let me see on the cannibal inspiration voice on November 19th from Catalina to Mexico. In the group, he enjoy himself and he performing in front of any passenger.
Good boy. Thailand. Chơi luôn.
con. Ăn như vậy là hết một con rồi. Chủ yếu là cái khúc này chứ mà. Tôm đó, tôm hùm. Lobster là con tôm hùm. Lấy cho mình sẵn luôn rồi. Ăn hồi, một hồi thích kêu nó đem nữa. Được, nó cho. Chị hai là quay quay chừng một phút rồi. Chị hai là thêm dĩa thứ nhì nữa. À, má hai mắc cỡ hả? Dĩa thứ ba mới mắc cỡ cho dĩa thứ nhì mà hoàn toàn à. Nó gần bằng cái mặt của một xô biểu diễn xô. Ăn được nó biểu diễn. Tonight to compliment your dinner. Your dime started singing one of the romantic Italian songs in English. At this time, all my dining room staff, they are standing in the entrance of the dining room and waiting for your applause. Ladies and gentlemen, please welcome the hardest working dining room staff of the seven seas. River. River. Grazie, grazie, very good. Well, ladies and gentlemen, now when we are singing the song, we'd like to invite everybody in the house, stand up and dance next to your table. Next to your table. Not on the table. Well, ladies and gentlemen, your dining room staff and it's amore. Here we go. I'm
Bravo, bravo, bravo. Thank you, everybody. Ladies and gentlemen, tomorrow when you have a beautiful day, it's another great practice to dance, dance for you during the day. What a big deal. I see she's still going to be here. Yeah, yeah, she just wanted us to go. Well, I'm just going to go in and I'll be back. Well, I can't smoke it, not drink something. She's going to the bathroom. I don't know where I'm at. Bánh này ngon lắm. Hai viên kem thế này. Cảm giác như lên ký luôn. Mấy ông đúng lắm, không có đi tạo nó vậy thôi. Tàu đẹp lắm á. Mấy ông chắc phải là đặc biệt ha hai. Mà nó không đi tàu đi chứ đâu, chứ đi chung rồi không. Nắng nóng Mexico bắt đầu cởi áo lạnh ra luôn. Đây, những người đẹp Mexico chào đón du khách. Chúng ta vừa rời khỏi cái con tàu đây. Đi từ cái cửa đó chui ra đó, Carnival Inspiration. Chui ra là người ta chào đón mình, người ta cho mình chụp hình. Nàng tiên cá, những nàng tiên của Mỹ. Beautiful. Ê, đứng đây chụp lấy mấy cái tàu. Quay lại, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Ăn tim, lại luôn, chụp lấy mấy cái tàu, quay lại. Rồi, 1, 2, 3, chưa chiếc tàu kia nữa, 1, 2, 3, rồi, đi tiếp. Đây là cái đầu tàu và cái lá cờ mễ ở trên bờ. Đây là đã lên đất liền của Mễ rồi đó. Mexico á. Em đứng đó cho mẹ anh tắm thôi con. Rồi. Start. Thế nào mình đến nước Mỹ? 1 2 3.
phía kia là con tàu Princess. Vừa rồi tụi này đi con tàu Princess rất là đẹp, Golden Princess. Mục sư coi cái neo của nó nè mục sư. Benito Cherry Miguel Haida Flow Ceremonia Civic. Quay lại chụp hình, xoay mặt lại mọi người. 1, 2, 3 rồi. Cái này là nó hai ông bên này, 1, 2, 3. Starbucks của Mexico, tàu vừa đậu vô Mexico. Má Sáu nói chơi là nếu có Starbucks thì mua Starbucks cho ăn tim ai nhà có thiệt. Ăn tim mừng quá. Order 4 ly venti 21 đồng, 4, 5, 20. Vậy là mắc hơn ở Mỹ khoảng nửa đồng. Đây là một sư phong. Nhìn ra bên ngoài đường, mọi thứ của Starbucks thì đều giống nhau, đều coi giống nhau. Rồi bây giờ quay trở về tàu đây. Xin cũng quá nhiều. Đường về tàu đẹp. Đây chiếc tàu yêu dấu của mình đây, đang đậu ở cảng Mexico. Carnival Inspiration, nguồn cảm hứng. Bên kia là tàu Princess. Go Princess, hồi năm ngoái Sáu Hương đi tàu Princess này đi Alaska, tuyệt vời, 4.5 sao. Carnival Inspiration chỉ có 3.5 sao thôi, nhưng mà cũng good, very good. Đây là đất của mẹ, đây là cờ của mẹ. Cờ mẹ tung bay trong gió đó, hết mất luôn rồi đó. Khi mà đoàn trở về tàu thì nãy giờ qua hai cổng, cổng nào cũng bị xét cửa hết á, xét cửa hai lần rồi đó, rồi lên tàu xét một chập nữa. Làm công dân Mỹ sướng không? Người ta vô không được mà công dân Mỹ vô được. Flipping over. Here we go. Number 4. What is artificial bait called in fishing? What is artificial bait called? It actually has a term. What is that? Cái mồi của con cá gì á, gọi là cái gì? Cái gì? Mồi để câu cái con cá gì á, của mấy ông đi câu á. Artificial bait. Artificial bait. It's not a trick question. It actually has an answer to this. Cái mồi để câu cái con cá Aribo gì đó, gọi là cái mồi gì? Kìa kìa, cái bà này chồng đi câu này chứ. Cái bà già này chứ, rành mấy ông chồng đi câu gì. Pick one, ladies, pick one. All right, finally, your answer is... Coochie. Coochie. Coochie.
Learn. A what? Learn. Spell it. Learn. All right, there you go. All right, that's good enough. All right, gentlemen, that is correct. Stand up, stand up, stand up. Here we go. 1, 2, 3. Oh, it's all right. All right, no problem. So the score is 2-1. It is now the gentleman's question. So pick another one. Mình làm thắng rồi, mình. 19. Coming up guard. All right, here we go. What precious stone represents the 60th wedding ceremony, or wedding anniversary, rather? What precious stone represents the 60th, 60, 60th wedding anniversary? Yeah. Cái nhẫn mà cho cái đó đám cưới vàng 60 năm á là nhẫn gì? Celebrate kỷ niệm 60 năm đám cưới là vàng hay bạc hay đồng? Vàng. Wedding anniversary. 60. Gold. Guys, don't be scared. 60 năm là gold rồi hay là diamond? He needs an answer. Ladies, you especially need it. Uh-oh. Your answer to the point is guaranteed it's a diamond. That's 50. Yeah, that's good, that's good. That is correct, guys! Last round of questions. Pick a number for me. 18. All right. Here we go. Question number 18. BMW stands for what? BMW. Know the car. Oh, she knows it right away. BMW. Careful. All right. So your answer is for the point. Bavarian Motor Works. All right, here we go. 1, 2, 3. Now, with this last one, if they get it wrong, you'll tie the first round. Okay? So this is pretty important, pretty big. So pick a number. Pick what number? 7. All right, cool. Here we go. Final question. 7. What is distinctive about getting a French manicure? French manicure là một lần gắn cái màu hồng hết. Là cái móng tay mình có gì gắn. Móng tay mà Sơn có một lần gắn á. Never see somebody here. Ready to run up for that answer. What's that? Oh, again, okay, what is that? Alright, gentlemen, I need an answer. Alright, your answer is? The white tip, or the French tip. It's called French tip, white tip. The white tip. That is what I'm saying, that is the white tip. There you go. Alright, gentlemen, stand up. Here we go. 1, 2, 3. Alright, the first round goes to the men. So there you go, judges. But it's not over. One more gentleman and one more lady. Come on up. I'm going to call you ladies. There you go. Bam. You. Yes. The scarf there. And I need a man. Come on up. Yes, sir. The white shirt. Come on up there. Yeah. Is that one of the doors? Yeah. Which one? Here you go. Alright, gentlemen, and each take one. There's two there. Just go ahead and pass it over. Very nice. Alright, I'm about to take you back to school here. You can face the audience. Alright, just face the audience. Face the audience. Alright, we're gonna go back to school.
possible to a time where you had too much time on your hands and you decided to fold a paper airplane, all right? I'm going to give you 60 seconds, don't start now, 60 seconds and 60 seconds only to fold a paper airplane. Now, what you can't do is make the Death Star. That means balling it up and throwing it. We've seen it before, it's called cheating. Yes, and it actually has to fly, okay? So that's important. All right, so here we go, and your team can help you by yelling out what you should do, but they cannot touch the paper. Only you can touch the paper. All right, so here we go. In 3, 2, 1, go! Go, go! You have 60 seconds to do it. 60 seconds to do it. Audience, go ahead and cheer them on as they do it for the 60 seconds. Go! Audience, come on, come on, keep giving them the support. What is that? All right. Okay, oh. 10 seconds. Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, done. No more folding, no more folding. Don't throw it. Don't throw it just yet. All right, perfect. So it looks like we have 4. All right, well, let's see what happens. I'm going to get you over here first. You're going to stand right on that one. Okay. All right, now, did you fly? You flew to get here, correct? Yes. What airline did you take? Southwest. Southwest. All right, well, Southwest, that's your runway. You are clear to take off. Let's see what happens. You're winning so far. High five. All right. Come on over, sir. Bill, where are you from? Bismo. Okay. Bill from Bismo. There you go. All right. What airline did you fly, sir? I drove. You drove. That's right. You're close by. But if you could, what would you fly? Delta. All right. Delta. Delta. You're clear to take off. Oh, okay. All right. All right. Likely. Likely. Very nice. All right. Good. Come on over here. Come on over here. Come on. Right here. All right. Oh, step back a little bit. All right. Now, if you could fly an airline, what would you fly? Southwest. Southwest. Yes. Watch for us. All right. So here you go. Southwest. Clear to take off. Oh. Cover your eyes. Station. There you go. All right. There you go. All right. Okay. Here you go. Okay. One. All right. Two. All right. Three and four. Brilliant. Brilliant. Okay. So as you can see, you have 4 letters that spell out a word. S-T-O-P. You know, it'd be helpful if we can see them. S-T-O-P. There you go. Perfect. I like it. All right. Hold it up, sir. Don't be shy. There you go. Not all the way up. Just in front of you, like the ladies. Basically. Stop. All right. Perfect. Good. Now what I'm going to do is give you a word, and you have to rearrange yourself to make that word. You can't pass the letters around. You have to physically move around the space to make that word. The first team to make that word will, of course, get a cheer from the audience like this. Work in progress. We'll get it. There you go. And, of course, get a point. So let's see. The first word I need you to make is stop. Go! Stop. All right. All right, so the first real word I need you to make is post.
You know what? I'm not even gonna count it. That was close. That was together. It was equal. I wanna be fair. Alright, so the next word I need to make is tops. Alright. The next word I need you to make is pots. Pots. That was actually the ladies there. Yes, I can see. That was the ladies. 2-0. Alright, the next one, why not again? Give me stop. Why not? Go ahead and get you a pink balloon there, pink balloon there, and a pink balloon there. There you go. Perfect. And thank you, sir. All right. And go ahead and get you one. All right. Don't start blowing it up just yet. There you go. Perfect. All right. Well, for this round, what we're going to do is a team effort. When I say go, the first person in line you're going to blow that balloon up. Now, the size doesn't really matter, but what happens next is important. Once you blow the balloon up, you have to tie the balloon. And then you have to pop the balloon with the person next to you in line. What you cannot use, and listen closely, you can't use your hands, your nails, your feet, your teeth, or any sharp objects. Or the floor. Everything else is fair game. So you can't use your hand, you can't use your fingers, of course, that would be on your hand. You can't use your fingernails, you can't use your feet, the ground, or any sharp objects. Or your teeth. With the person next to you. It must be popped with the person next to you. Once you pop that balloon, then the next person will blow their balloon up and repeat the process. The first team to get every balloon popped will, of course, win this round. All right? So, ladies, do you understand what you need to do? Yeah? You understand what you need to do? Perfect. Now, once you pop your balloon first, you'll go to the end because you're going to have to help her pop hers, okay? Just like you. Once you finish the first one, you'll go to the end to help the last one. All right? So, here we go. You might as well line up close. You kind of need your team for that. So here we go. In 3, 2, 1, go! Go, 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 go! Right now it is tied, okay? It's looking good so far. So far it's going to be good. All right, there we go. All right, we started. Go ahead and tie it. See what happens here. Tie game still. All right, she's going to try the under the, okay? All right, he's one for. Oh! Are you okay?
step forward, you two, and last two, we're about to win that last round, all right? No cheating, and I want you to step away from the other space. Yeah. All, yeah, you three just kind of stay to the back there. We're going to try this one more time. Wait until I say go. All right, so let's see. Blow it up higher. Wait. Wait, no. Yes, it is. Yeah. See, this always happens. With this round. Yeah, you, okay. Uh-huh. All right, we'll be signing waivers after this, okay. So house, next will be the bed. And lastly, you will be the woodsman. There you go, the woodsman, all right? So remember your character. Whenever you hear your character's name in this story, this is what you must do. So if I am Daddy Bear, and I hear Daddy Bear, I will step out of line, I will go around the front, I will go around the back, and I would go back to my original spot, okay? So house, well, here's the thing. We don't want you running, but you can walk quickly. There you go, I said it. No running, but you can walk quickly. You must go around the team, around the front, around the back, all the way around the team and back to your location. No. Whenever you hear your character's name, you will just go one time and back to center, okay? Anytime you hear your character's name, which some of you, there's a lot of times, there you go. Now, the last team to get in their original position by the end of the story will win, and thus win Gender Showdown. All right, so here we go. Listen to the story. I'll take a seat for this. Once upon a time, there lived a daddy bear, a mommy bear, and baby bear in a house. Go all the way around your team, all the way around your team. There you go. All right. In the woods. Daddy Bear woke to a cry heard from Baby Bear's room. What's the matter, Baby Bear? Said Daddy Bear. Baby Bear replied, my bed hurts. Soon, Daddy Bear went to get Mommy Bear and explained to her what happened. Mommy Bear told Daddy Bear that their friend the woodsman might be able to come to their house and help in Baby Bear's bed. Mommy Bear said that after she makes Daddy Bear's breakfast, she will call the woodsman. Daddy Bear agreed and told Baby Bear to as Daddy Bear headed off to work, he made sure to say bye to both Mommy Bear and Baby Bear. And then he closed the door to the house. Mommy Bear soon called the woodsman about the bed. Woodsman, said Mommy Bear. Yes, said the woodsman. I lost my pen. Can you come to our house to fix Baby Bear's bed? Said Mommy Bear. Of course, said the woodsman. I will come to your house, Mommy Bear, and fix Baby Bear's bed. Later that day, Daddy Bear returned to the house. Careful, Daddy. And right after, the woodsman entered. Hello, Mommy Bear and Daddy Bear, said the woodsman.
Hello, woodsman, said mommy bear and daddy bear. Where in the house is baby bear's room? Mommy bear pointed to baby bear's room. Hello, baby bear, said the woodsman. Hello, woodsman, said baby bear. I'm here to fix your bed. Your bed seems to have a piece of wood sticking out. No problem. Soon, the woodsman pulled out the pesky wood piece, and baby bear was... Baby bear, make sure to thank the woodsman. So as the woodsman left, he made sure to thank or say bye to daddy bear, mommy bear, and baby bear. And a special way to the house. All the way around. I mean the bed. And for the first time in I don't know how many cruises, the winner of Battle of the Sex Agenda Showdown goes to the men! And you know what? I will say this. This is the first time I've seen so many cheating from the ladies. But it's okay. It's all right. I do have something for you. Other than a free workout, you're getting one of these awesome carnival medallions. So take that. And ladies, go ahead and give them a round of applause. There you go. Very nice. That's something for your troubles. For the guys, other than bragging rights for the rest of this cruise, you're taking away one of the carnival coveted 24-karat gold, well, it looks like it. All right, carnival inspiration gold trophies. Very nice. So, gentlemen, one last time. Stand on up. And 1, 2, 3. All right. So, everyone in the lounge, give them all a round of applause. Yeah. Very nice. Now, do not go anywhere, because coming up after this, we have Family Face-Off. So, you can go ahead and resit with your family. No problem. Thank you, guys. Watch yourself as you exit the stage there. Hopefully. You được làm mấy cái hãng cruise này là sớm đó, tiếp xúc với khách phương Tây mà mới lịch sự. Món này là cá sao mình với cái gì cơ? Cà chua nó là giống như kẹo cho nó ngọt. Giống kẹo cà chua là cái miếng đỏ đỏ nè, phải không? Là cà chua đó nhưng mà nó ướp đường, nó màu. Hôm nay mục sư ăn tôm cocktail nữa, ăn tim thì ăn cá sao mình. À, mẹ thì cũng cocktail với chả giò. Má hai thì súp mango là súp xoài, ngon không? Ngon, thử đi. Mở nè. Cũng giống súp dao này mà. Dạ, cái tàu cái gì vậy? Công ty S là cái hãng nào ta? Tàu đó cũng lớn ha. Tàu của mình rời khỏi Mexico thì mình nhìn ở xa có một cái chiếc tàu khác. Cái tàu đó còn đậu ở trên cảng đó. Đây là bờ biển Mexico về đêm. Cái chiếc tàu S này bự rồi nha. Cảng Mexico ban đêm nè. Tàu mình rời bến rồi. À, mình đang di chuyển đó, trăng á. Cái chấm trắng này là mặt trăng đó, còn xung quanh đây là đèn ở trong cái phòng ăn của mình, nó phản chiếu qua cái gương, còn cái lằn trắng nhấp vô này á là bờ biển của Mexico đó. Đây là phòng ăn của mình. Mục sư, tối nay mục sư ăn súp xoài, bánh cà chúa, ăn được đủ món hết. Xoài có súp.
đúng là ngày, cao lương mỹ vị hả? Ngày cho tôi được thỏa các miệng ngươi được thỏa các bạn ngon. Yeah. Ngày cho miệng ngươi được thỏa các bạn ngon. Cái cục đó là gì? Xoài. 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 Để phải cắt. Đây là gà tây. Cái này, đây là cái thịt nè phải không? Tổng đó là gì? Thì có thật gì đó, đó. Ăn phím này là gì con? Con gà ha? Cũng gà. Gà đó. Mà khúc gà thôi. Gà tây, cái này là stuffing, là bánh mì, rau cải, đôi thứ mà nó đút vô cả tây khi giống như Thanksgiving vậy đó. À. Còn cái này là khoai tây, mà khoai tây đỏ. À, rồi cái này là đậu xanh của chiên. À, giống đậu xanh chiên của chú. Green bean, the other, the meat are turkey, white part of the turkey and the other one is it's okay. And this one is sweet potatoes, that is called yam. Okay? And the other one is mash. Một xin là thịt bò. Ở này cái miếng này hơi bị nhỏ hơn tối qua. Yeah. Thank you. Đây là má hai. Sáng ngồi tắm nắng ở trên lầu 11, nơi có hồ bơi, hot tub. Mọi người enjoy ở trong cái hot tub. Sáng nay nắng ấm, không có lạnh. Hồ bơi, có mấy em bé xuống bơi. Phía xa xa là đuôi tàu, ống khói tàu. Bên trong đó là thức ăn, thức uống 24/24. Ăn tim. Ê, kêu ăn tim đi lấy kem. Bên hông là hành khách ngồi dọc theo cửa sổ để ngắm nhìn đại dương. Đây chuẩn bị thi nước đá ở tại đây. Điêu khắc nước đá. Đây là má hai. Bàn hai, cánh hai, ăn trái cây rồi. Là 12 giờ rưỡi ăn trưa. Bánh này gọi là bánh gì con? I don't know. Thịt gà chiên, khoai tây chiên, hot dog. Sáu Hương ăn trái lê thôi. No quá. Mọi người nghe nhạc, vui chơi, giải trí. Ăn cho xả láng đi, ngày mai đi về sáng từ sớm. Ở ngoài là biển đại dương mênh mông. Tàu đang chạy trên biển để về Mỹ. Cảm tạ Chúa cho chúng con được sống ở thiên đàng của trần thế. Khi chúng con có lìa bỏ cái cuộc sống này thì chúng con cũng được về thiên đàng với Đức Chúa Trời của chúng con. Amen. These blocks of ice start at about 300 to 400
done with it. It's going to be probably about 50 or 60 pounds when it's all said and done. And make sure you check it out now, because if you don't get a chance now, you can always check it out later and on tonight. Yeah. Now, it doesn't look like much now. Give them a little time. We're going to start going out to the audience and seeing what you guys think you can see. We are into the ice carving demonstration. We're doing an ice carving demonstration with DJ Ice Cold playing Cold is Ice. It's like Inception up in here. Anybody ever seen the movie Inception? No? Okay, moving on. I'm
bạn. You got it? Don't want to know. That got a bigger laugh than me, so. Let's see, the last time we did this, what do we do with the ice when we're done with it? We let it melt. Giống cái mặt mình da đỏ mà đeo mấy cái lông chim cái đầu
like before, it is now time for another elimination. For this one, two more of you will be eating. Actually, no, I'm sorry. We're only going to make it one. So ladies, only one guy will be eliminated in this round. There we go. It's only one medal. So think about how you see the booty shaking. Do what you got to do. Here, like a natural. You are eliminating one guy, okay? So who did not impress you? Maybe with the booty shaking, maybe they weren't the best in the catwalk. You've made your decision. Gentlemen, please turn around. It is now time for the next elimination. Go ahead. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Oh no, no, don't do it. Oh no! Give him a nice hand, everybody. Give Jiggy a nice hand. You can take your shirt and head back to your seat, my man. Okay. We're now down to three. We started with six. We're now down to three. Gentlemen, if you can line up just like you were in the first round for me. This third round, ladies, is what I like to call the animal instinct. Here's how this one's going to work. Gentlemen, when it's time, you're going to get on all fours. And you are going to prowl like a little sexy kitty. You'll crawl her down to the judges. And you can give them a little... Now, whatever you want, it's up to you. But then, when it's time, I'm going to take the microphone, I'm going to put it in front of you, you're going to look right over there at Vlad, and you're going to give the manliest growl that you could possibly do, okay? Everybody understand? All right, my man, go ahead and assume the position. We're going to go one at a time on this one. Go ahead and step down on all fours. All right, hit him. Go ahead, baby. Oh! Who wants him? He's a playful kitty. Oh! No kitty, bad kitty. No! Oh, hey. Come on! Give me a nice score. Oh! I don't know what that was, but give him a hand, everybody. That was impressive. All right, right over to the end. I have to wash this microphone now. You spit all over it. I almost turned it off. That would have been really funny. All right, my man, assume the position. I love that this is my job. Audience, are you ready? Yeah! Hit him, baby, go ahead. Come on. Oh. Ooh. Who's the sexy kitty cat? You are. Oh, okay. All right, look right over here at the camera. Give me a nice growl. I'm pretty sure, audience, I did say manly growl, yeah? Okay, just check it. Give him a nice hand, everybody. You did a great job. Come on back to the end. And I believe we have saved the best for last. Oh man, assume the position. Who loves kitty? Go get him. Go get him. Okay, we're going over here to the camera, give me a growl. Oh! There we go! Give him a nice hand, give him a growl, everybody! Alright, gentlemen, make that line, just like we've been doing face to DJ Boop. It is now time for one more of you to be eliminated. Alright, this is where it gets difficult. I know you saw some really good guys. Only one will be eliminated. Think about it, ladies. Have we made a decision? Think about all of the rounds that we've done so far. Have we made our decision? Gentlemen, you may turn around. It is now time for you to face your destiny. Here we go. Oh, she's shaking that one. Yeah. Go ahead, my dear. Who's it gonna be? Oh no. Oh no. Oh no! Give them a nice hand, everybody. Did a great job. Watch your step as you exit the stage, okay? We are now down to our final two. Give it up for the final two, everybody! Big chest bump. That's amazing. Now, ladies, unfortunately, your services are no longer required, but you're not walking away empty-handed. You're going to get your very own carnival medal of honor. Give them one nice hand as they exit the stage, everybody. Watch your step, ladies, right over here. Gentlemen, we are now in the final two. You're going to step one on either side of me,
It doesn't matter which one wants to go where. Okay, here's how this is going to work, gentlemen. We have seen you strut your stuff on the catwalk. We have seen you shake what your mama gave you. We have even seen the most masculine side that we could see from you. But now, I want to see the opposite side of the spectrum. I want to see how feminine you can be. Here's what's going to happen, boys. I'm going to give you 2 minutes to run out to the audience. Audience, it's your job to dress these guys up in the most female version of them that you could possibly imagine. If you have makeup, hair clips, a purse, high heels, fabulous. Even better, okay? We're going to give them 2 minutes, and at the end, we're going to do a little something special. Gentlemen, are you ready? Go ahead, dress them up, ladies. Dress them up. This should be interesting. Oh, it's got a hair band going on. All right, I like it. Go ahead. You look like a real version of the Indian chief over there, sir. Oh, he's got a sweater. Oh, this is nice. A fashionable ensemble choice. Help them out, audience. If you've got makeup, put it on. If you've got a hat, put it on. If high heels, even better. Oh, look at this. He's really getting... Oh, yeah, baby. Go, baby. You've only got about a minute left. Go ahead, put some makeup on them. Yeah, make them look sexy. Make them look like they're getting ready for their first prom night. Right here. One more. All right. Oh, look at. Ooh la la. Is that Celine Dion over there? No, it's the Star Guys. All right. Now, when you think you've had enough, come on back. Uh-oh. We got a scarf for you, sir. We've got a scarf to go with the fur coat. Is that it? Yes. Come on up, guys. That's it. Time's up. Hang on, I need a minute. Okay, I'm ready. All right, stop. Just stop. Okay. Okay. Wow. Ladies, how are you guys doing? I mean, how are you ladies doing? Let me just get in between the sexy sandwich. All right. Okay. I'll talk to you first. What's your new, more feminine name? Paula. Oh, it's Paula. Okay. Paula, if you could give us a quick little turn, is sporting a stylish black vest with a great sweater that's also good for any combination, but also with a matching purse. That's very nice. And he's also got heels. Well, kind of. With socks on, which is very classic. And over here, your more feminine name is? Erica. Erica is, go ahead, give us a little turn, Erica. Erica is sporting the sweater from Britney Spears' Oops, I Did It Again. And also sporting a little towel, ones in here, a little purse. She's got a little bow in her hair, she's fantastic. Now, ladies, Paula, Erica, here's the deal. Now is the last chance. It is time for you to lip sync for your life. Now, here's how it's gonna work. We're gonna play a song. All you gotta do is get the crowd to be on your side, okay? Make them cheer, make them go crazy like a Walmart sale, okay? This is your last chance because the audience will decide who our winner will be. Got it? DJ Ice Cold. Hit him with some Macho Man, baby. Here we go. Work it, boys, work it, yes. Work it, dance, you gotta show it to them. Yeah, work it. Oh, you may wanna go out to the crowd, maybe get them on your side. Oh, shit, what you want again, ladies? Ooh, ah. Oh, there we go. There we go. Oh, ooh. Oh, my gosh. Uh-oh, he's working with his Vlad. Don't take Vlad out. We need him. All right, that's it, ladies and gentlemen. Give him a nice hand, everybody. Paula, Erica, come on up. Paula over here, Paula over here, Erica over here. Girl, you can take those heels off. You're gonna hurt yourself. Okay, I know, how do women do it?
Look, hold on. Hold on, everybody. His big toe is sticking out of his sock. Yeah, there we go. Classy with a capital C, baby. All right, this is it. Gentlemen, if you can split apart so I can get right between you. Here's how this is going to work, audience. I'm going to place the trophy above the person that you would like to win. When I do that, I need you to cheer, scream, go absolutely crazy for the one that you want to win. All right? We're going to start right over here with our first one. It's Erica, everybody. Can I say it for Erica? Get nice and quiet so we can give every person an equal opportunity. Ladies and gentlemen, who thinks Paula should be the winner? Ladies and gentlemen, all right. At the end of our Men's Gary Chess competition, the winner of the 2013 Men's Gary Chess competition is, drum roll please, everybody, Paula, everybody! Did you guys have a good time? Fantastic. My name is Leon behind the ice cold and all of our entertainment staff. Bây giờ đi ra đuôi tàu nha, ở lầu 10 á. Trời chuyển mưa quá, với lại cũng tối rồi. Đây là phía đuôi của cái tàu. Có mấy cái hồ tắm nè. Phía bên kia một hồ nữa đó. Hai hồ. Tắm và uống nước, và tắm dốc nói chuyện. Như ở bên trong đó một hồ nữa. Ba hồ. Đây là đuôi tàu. Cái đường sóng nước tàu chạy qua nó bỏ lại đó. Nó chạy với tốc độ chậm cho nên không có thấy cái bọt nước nhiều. Giống như nó thả trôi ở trên biển cho mình một ngày vui trên biển. Cái nó chạy tốc độ nhanh là cái bọt nước á mạnh lắm. Đây là ra cái đuôi nè. Phần đuôi của tàu rồi đó. Bay lại lên tàu nè. Cái này lòng 10 đó, lòng 11. Lòng 11 có một cặp đang trên. Này có một cặp ở đây. And it is playing continuously there. So whatever you do, have a good one, folks. We look forward to seeing you tonight for the shows. And we'll see you around and about. Bye for now. Ấm ở bên trong. Đây là cầu thang đi xuống tàu. Đây là đuôi nhà hàng. Cái đuôi tàu là cái nhà hàng. À, buffet luôn, 24 trên 24. Giờ này chưa bụng để ăn tối ngon hơn. Tối nay là đêm cuối cùng. Quầy pizza còn dự. Đây là cái tên của cái Cái
Yeah.
job, you were on vacation, you can sleep when you get home.
cùng nha, ngày mai lên đường về. Tạm biệt Cruz. Ăn cho ngon nha, chưa bụng, nãy giờ nhảy quá chừng rồi, ăn cho nhiều vô. Chút nữa nhảy nữa. Anh đưa cho mẹ coi anh còn của con. Anh xếp con còn. À, để bên đây tôi đưa cái cuốn sách xếp á. Mục sư kia tôi chỉ cái xếp căn bản nhất. Và cứ theo đó mục sư biết như thế, nó là nó mò theo cuốn sách. Xoay cái mỏ hoàn toàn này. Wow. Yeah, đây là đầu bếp của cái tàu tên là John. Sếp tuyệt vời. Lo về tiếp khách nè, tiếp đãi khách tên là Musk. Pha seafood. Đó cá mahi mahi grill rồi đó và nó nấu với đang đá đường ăn tim làm cho má hai nha. Tối nay thì mình ý có ăn tim là gì vậy? Ngon với rượu với mật. Ngon dạ. Bốn mươi hai là heo. Nuôi nấu theo kiểu ý. Con cá đó ở dưới nước biển á, nó đổi cái màu xanh biếc đẹp lắm, xanh mà óng ánh rồi nó chuyển qua vàng vàng rồi xanh xanh giống như cái màu xanh lông công vậy đó. Con cá mahi mahi á. Anh đi bánh câu được con đó. Em nay là một sư có hai dĩa nha. Em cuối cùng á. Nhớ rồi đó, ba tôi có 7 đứa con. Ông được đi qua New Zealand là cái nước cũng là thuộc địa của anh á, cũng văn minh lắm á. Ba nước đó học bổng á, du học. Ông nói qua phương Tây nó cho mình ăn ngon quá chừng, rồi ăn phủ phê mà nhớ nhà vợ con nó không có ăn, tội nghiệp quá. Chúng tôi à. Dạ. Đây là dĩa xà lách của Sáu Hương, ngán quá chừng rồi ăn xà lách cho đỡ ngán. Một Sư Phong làm dĩa thứ ba nữa. Sáu Hương suối ăn dĩa cuối cùng trước khi lên đường. Dĩa thịt bò này mấy chục đô đó, không ăn uống nè. Đi ra ngoài mất công trả thêm mấy chục đô.
lạnh nhưng nó mát mát, nó lấy nét không được. Không chụp cái chị kia nữa, cái chị kia đâu. Ngon không? Ngon không? Bánh này ăn ngon không? Cái chị kia ăn nha. Không tuyệt vời đâu. Kêu chị đi. Well, ladies and gentlemen, tomorrow, wherever your destination is, we wish you a safe and pleasant journey home. And also, I would like to take this opportunity to wish you Happy Thanksgiving! Happy Thanksgiving! Coming up, when we are eating the turkeys here, we will remember you for sure. Well, ladies and gentlemen, now your band will start home, living function. Here we go. Yesterday, so we didn't dance the Gangnam Style. He's asking me to play Gangnam Style one more time. What did he do? Because he didn't bring the shoes yesterday. So guess what? I'm gonna play the Gangnam Style for you for a short time. You ready, sir? Come here. So you have your shoes with you now, yeah?
Here we go, Gangnam Style. Let me see you. Guys, come and join in. Today, Papa, come on, come. Somebody's name. Very good. All right, thank you, everybody. Goodbye. Thank you. Nhìn đây ba người. Một, một, hai, ba. Thank you. Xong rồi nó đốt lên cái kem ở ngoài. Đấy. Xong rồi nó cắt ra. Nhưng mà ở trong đó là kem hả? Kem, kem với bánh. Kem với bánh nó phủ cái ở ngoài để nó đốt cháy lên rồi nó cắt bánh. Chưa. Sao mẹ không biết order gì trên vậy? Cái gì? Mình không biết order giống nó. Được rồi, này được rồi, này ngon rồi. Nó trang trí nè, xếp cái góc giường lại, để cái giỏ em xuống đi em quay cái giường. Đó, cái nó chồng gói lên á, cho con thỏ này hai chân chéo lên sao. Hai tay kề lên gói. Lỗ tai vậy đó. Sao này cái nhọn nhọn nó xếp hình cái lỗ tai. Cái nguyên tắc của thân thì giống nhau, hai có để ý không? Chị khác có cái là làm cái lỗ ta đem rớt cái nhọn này rớt con mắt người ta xuống. Hay xếp đồ vào đứng không hay luôn luôn. Mất tới một con mắt nữa. Đây, lên đường đi về. Tạm biệt cái chiếc tàu dễ thương. Có Hương đây. Có Hương trong kiến. Bye bye. Bye bye. Đây là An Tim. Má Hai.
sư phong tạm biệt, xếp đường vô hải quan, xếp hàng vô hải quan, nhận lên đường, chia tay chiếc tàu, mọi người xếp hàng. Rồi, một người đi qua đi, chia tay chiếc tàu vô dấu. Cuộc vui nào cũng tàn. Bye bye. Đi về nhà với hai con công bằng sắt, một con ngựa bằng nhựa, một cái nón bằng rơm. Yeah.